Giống như là mình vẽ một cái bức tranh, ví dụ như mình vẽ một cô gái, vẽ thiếu nữ nhỉ. Thì thường thường mình vẽ một cái bức tranh mà muốn bức tranh nó đẹp á, thì thường là chúng ta hay vẽ một thiếu nữ đẹp. Thì bức tranh chúng ta sẽ rất là dễ trở thành một bức tranh đẹp. Nhưng mà vẽ như thế thì chưa có phải là giỏi. Muốn vẽ giỏi á, challenge á, thì vẽ một thiếu nữ xấu mà làm cho bức tranh vẫn đẹp. Cái này là trình độ rất là cao cấp mà mất, vừa cao cấp vừa khó vẽ mà vừa vừa mất thì giờ nữa. Trong khuôn khổ cái chương trình của chúng ta cũng không có làm được cái chuyện đó. Quý vị vẫn thường nghe nói rằng là trong trong trên cái khuôn mặt của người ta thì cái con mắt là cửa sổ của linh hồn, vẽ nó khó nhất, vẽ xong cái con mắt là kể như là xong đến 90% bức tranh. Nó nói như vậy thì cũng đúng chứ không phải là không đúng, nhưng mà nó cũng không phải là đúng hoàn toàn. Cái mắt tuy nó quan trọng thật nhưng mà nó cũng chỉ là một phần của cái bức chân dung mà thôi. Những cái phần khác chẳng hạn như mũi, miệng nó cũng quan trọng không kém. Dĩ nhiên là vẽ xong cái con mắt mà nó có thần á thì trông cái bức tranh nó mới đẹp. Cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà không phải vì thế mà chúng ta không cần phải tập vẽ những cái phần khác của khuôn mặt. Cường đang cố để vẽ cho, để diễn tả cho cái mắt của ông này nó sâu xuống. Tức là trông cái con mắt trông nó tiểu tụy, trông nó hốc hác. Thì khi mình vẽ một người mà con mắt mà nó sâu lõm xuống đó thì mình diễn tả cái sự vất vả nghèo khổ của người ta nó dễ dàng hơn. Chứ nếu bây giờ vẽ một người mà cái mắt đầy đặn trông không có vẻ gì là thiếu ngủ hay là mất ngủ gì cả thì khó mà diễn tả được cái sự tiều tụy của người ta lắm. Rồi chúng ta lại cho thêm những cái nét khác nữa. Để những cái phần ở dưới cái mũi này nó phải có cái phần shadow. Cái miệng tôi cho một tí cái màu cái môi. Khi mà vẽ râu của một người chúng ta cho thêm cái ánh bạc là cái người đó trông già ngay lập tức. Cái đó là một cái mẹo, một cái thủ thuật, một cái trick rất là dễ. Đa số các nhà họa sĩ người ta đều đều sử dụng hết. Nhưng mà trước khi mà chúng ta cho cái ánh bạc đó vào đó thì chúng ta phải cho cái râu nó đậm trước, thì khi mà cho cái trắng, cái bạc trắng vào nó mới nổi lên được. Đừng đã. Anh nhắc thì nhắc lại nhiều lần là muốn cho cái sáng vào thì phải cho cái tối vào trước. Thì khi cái sáng vào nó mới cái sáng nó mới nổi lên. Vì thế là từ những cái nét nguệch ngoạc mà ban đầu chúng ta đã bắt đầu thấy định hình ra khuôn mặt của một người đàn ông rồi. Vì chúng ta đang tô điểm thêm để cho cái người đàn ông này mang những cái nét mà chúng ta muốn họ mang. Tức là sự khắc khổ, chịu đựng, nói lên được cái sự vất vả của một kiếp người. Để cho thêm một tí cái bóng, cái mũi này, làm cho cái mũi của ông này nó
nó hơi bị lệch đi một tí. Vì cái mũi người ta không bao giờ mà nó thẳng 100% hết. Bao giờ nó cũng hơi bị lệch lạc đi một chút xíu. Chính cái sự lệch lạc đó nó tạo lên cái character cho một cái khuôn mặt con người. Cho thêm một cái highlight, cái gò má bên phải của ông ấy. Chúng ta đã vẽ được khoảng chừng 85% rồi. Quý vị bảo là anh vẽ ông này má ông ấy hồng như thế thì đâu có vẻ gì là khổ đâu. Má hồng tức là phúc hậu như vậy, không phải. Nếu chúng ta vẽ má hồng mà theo cái kiểu mà của phụ nữ đó, của các cô thiếu nữ đó thì là sai. Chúng ta vẽ cái màu đỏ trên cái má của một đàn ông khắc khổ để có cái chủ ý là diễn tả cái sự mà rám nắng của cái người đàn ông đó. Quý vị biết là ở tiếng Anh người ta có một cái từ nó gọi là redneck đó, có nghĩa là những cái người đàn ông mà làm việc ngoài đồng đến nỗi mà cái cổ nó đỏ lên, cái khuôn mặt đỏ mà cái cổ nó cũng đỏ, nói lên cái sự lam lũ chứ không phải là cái sự mà đẹp đẽ của cái người đó. Như là chúng ta vẽ một cái má hồng của người phụ nữ, khi mà vẽ má hồng người phụ nữ thì chúng ta diễn tả cái sự đẹp, nhưng mà cái đỏ ở trên cái khuôn mặt của một người đàn ông khắc khổ thì nó chỉ diễn tả lên được cái nắng mưa dãi dầu người đó mà thôi. Đó, chúng ta vẽ gần xong rồi, 90% rồi. Vẫn cường đang trộn lại những cái chỗ mà nó rough quá, rồi cho thêm một vài cái màu đen để mà làm cái definition vào là kể chúng ta vẽ xong. Rồi thì chúng ta cho cái definition vô. Definition tức là những cái màu thật là strong, màu đậm. Đó, chẳng hạn như quý vị thấy mình đang vẽ cái cổ áo cho ông ấy. Nếu mà không có những cái đường definition này trông nó mờ mịt lắm, nó không có rõ được. Chẳng hạn như chúng ta dùng cái definition này để chúng ta vẽ cái cổ áo. Đó. Và chúng ta lợi dụng luôn cái bút definition này để chúng ta vẽ những cái shadow thật là đậm ở trên cái khuôn mặt của ông. Ví dụ như cái râu ở bên trái của ông á, à bên phải của ông, tức là bên trái của chúng ta đó, cần muốn nó đậm thêm. Cái bên phải cũng vậy, muốn đậm thêm một tí. Râu ở dưới cái môi cũng cho đậm thêm một tí. Rồi cái miệng, tức là giữa hai cái môi cũng muốn cho nó đậm hơn. Dưới cái mũi, cái gò má nó tối lại, tức là cho nó còn hốc hác hơn nữa. Một vài cái nếp nhăn mờ mờ ở trên trán. Một vài cái highlight definition cho cái nón. Đó là bức tranh diễn tả nên một người đàn ông vất vả, rất là khắc khổ, khá già nua.
nói lên một cái cuộc sống lam lũ. Chương trình nghệ thuật hội họa với Nguyễn Đức Cường đến đây xin được tạm ngưng. Nguyễn Đức Cường, Huỳnh Quốc Văn, VN Media Corporation xin được trân trọng gửi lời chào tạm biệt đến với quý vị và xin hẹn với quý vị trong một chương trình lần tới.